Ủa giờ bên xuống gì vậy? Xuống đó, xuống quay chúng mình thành. Ủa xe đó thành. Thành thành. Xe đâu? Đi xin đến thua xe 7 tỷ kỳ xe. Đi xin đến thua. Chưa bao giờ tưởng tượng được luôn. Thấy đang chạy nè, đang giục nha. Cái khựng lại cái xe mới mua mà mắc mà xong mà. Ủa? Mà sao bị. Tôi báo đang vàng kìa. Vàng ông nội tôi vàng đây là không còn một hộp luôn á. Mà giờ nó khóc hết nè. Fuel trang em tì. Anh đứng nè, đứng đi nè. Continue driving possible only. Đó là đổ xăng. Bây giờ 7 tỷ không còn giá trị. Cho tôi quá gian nè. Thôi mình đi xe đò đi anh. Đây 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 đây. Đây nhục đây. Thôi cho mặt lại thôi nhục. Đừng cho thấy mặt. Đừng giờ lên xe đò ngồi ghế súp cho hết ghế nha anh. Lên xe đò nha. Giờ đợi chứ bác tài ơi. Đóng cửa lại giùm cái. Anh có 120 không? Trời ơi. Bây giờ gì nè. Xe 7 tỷ đó. Nó muốn chết. Xe 7 tỷ hết xăng. Tôi coi. Dễ giữ đi nguyên qua liền. Cảm ơn Vũ. Trời ơi, chết tiệt. Sốc thật sự. Xe gì đó. Sốc thật sự. Chán quá đi à. Đây. Bây giờ phải đổ bằng cái này. Đó. Từng bình nha mọi người. 3 bình xăng. Nhỏ xíu. Đó. Xe 7 tỷ đó. Thiệt á, thì nhìn giống như ăn trộm xe không? Người ta nhìn qua người ta không hiểu, người ta tưởng chắc nguyên đám này hả? Bây giờ tụi tôi leo lên chiếc xe 7 tỷ chạy nha xin. Đây. Giờ tôi với Nguyên đi Vũng Tàu luôn đó. Xin đừng có chờ tụi tôi nữa nha. Xin xong rồi lát hồi xin đi ráp về luôn đi.